Chiếc xe buýt đã bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ trong chốc lát, 14 hành khách đã tử vong tại chỗ, trong khi 32 người còn lại bị bỏng, trong đó có 8 trường hợp bỏng nặng. Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thuộc Trường Đại học Y Ninh Hạ. Theo điều tra bước đầu của cơ quan cảnh sát Ninh Hạ Hồi, đối tượng tình nghi là một người đàn ông 33 tuổi, sở hữu 3 chiếc xe ô tô. Lực lượng cảnh sát được đặt trong tình trạng cảnh báo cao để truy lùng biển số xe cùng đối tượng, đồng thời điều tra vai trò và động cơ của hắn trong vụ tấn công xe buýt này. Chiếc xe buýt trên có 84 chỗ ngồi thuộc sở hữu của công ty giao thông công chính Ngân Xuyên đã bốc cháy khi trên đường đến nhà ga Ngân Xuyên. Trong những năm trước, Trung Quốc cũng xảy ra một số vụ tấn công nhằm vào hệ thống giao thông công cộng, phổ biến là xe buýt. Năm 2013, một vụ phóng hỏa xe buýt tại miền đông Trung Quốc cũng đã khiến 47 người thiệt mạng.